Chiều ngày 26 tháng 9, Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Trung ương Vinasit đã phối hợp với huyện đoàn tổ chức lễ trao tặng học bổng ươm mầm tài năng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn huyện. Về dự có lãnh đạo công ty, ở huyện có đồng chí Trình Văn Nhã, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. Đợt này toàn huyện có 25 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi được Công ty Cổ phần Cây trồng Trung ương trao tặng học bổng, trong đó có 18 em nhận học bổng đợt 2 năm học 2017-2018 và 7 em được nhận học bổng trong đợt 1 năm học 2018-2019. Mỗi suất học bổng trị giá 6 triệu đồng, được chia làm 2 đợt vào đầu mỗi học kỳ của các năm học. Đây là hoạt động hàng năm của công ty Vinasit nhằm chia sẻ thắp sáng niềm tin vào cuộc sống, vào tinh thần vượt khó của các em học sinh nghèo trên địa bàn huyện nói riêng và trong cả nước nói chung để các em có điều kiện học tập tốt hơn, trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước. Được biết, Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Trung ương Vinasit là công ty có quy mô lớn nhất trong ngành giống cây trồng Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, đổi mới công nghệ, thực hiện công nghiệp hóa ngành giống cây trồng. Giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Lý, giám đốc chi nhánh Công ty Cổ phần Giống Cây trồng trong thị trường. Đồng chí Lê Văn Sơn, Phó Ban Nhân dân huyện. Đầu tiên, thay mặt lãnh đạo Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Trung ương, cho phép tôi gửi lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe hạnh phúc đến cô giáo, bậc phụ huynh và các em học sinh. Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Trung ương nay là còn gặp nhiều khó khăn, trải qua hành trình 50 năm, Vinasit đã có những đóng góp lớn cho ngành nông nghiệp để có năng suất, chất lượng cao, tích quy rộng các vùng sinh thái. Vinasit đã đổi cây trồng. Ngay từ khi cổ phần hóa, Vinasit đã xác định khoa học công nghệ là động lực để phát triển với tổng kinh phí trên 300 tỷ đồng. Vinasit đã trở thành ngôi sao sáng trong ngành giống cây. Đến nay, hàng năm, Vinasit đã sản xuất kinh doanh trên 80 và đạt tiêu chuẩn 2.000 tỷ đồng cả nước. Công ty đã nghiên cứu cho ngành sản xuất giống cây trồng phổ biến nhất là Việt Nam. Kính thưa quý vị đại biểu, sau 15 năm tháng 12 năm 17, với doanh thu 1.512 tỷ đồng, 235 tỷ đồng hoàn thành ngân sách nhà nước, đã chứng minh được quả kinh tế cho sản xuất kinh doanh và chuyển giao tiến bộ mới cho hoàn thiện đất nước. Những nơi mà Vinasit đến đâu là hình thành nên trở thành tập đoàn cung cấp các giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững hàng đầu Việt Nam. Bước thực hiện hóa chiến lược thực hiện và các đơn vị thành viên đều có cơ sở hạ tầng nhà có giá trị kinh tế cao. Đặc biệt tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập công ty Trung tâm Công nghiệp Chế biến hạt giống và chế biến nông sản tại huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp cho giống trên năm và 100.000 tấn gạo trên năm. Dự án sẽ đi vào hoạt động năm 2020 trở thành mô hình điểm tại Vật Lý là công ty thành lập từ năm 1968 và vừa rồi nhân dịp kỷ niệm và chắc các em học sinh ở đấy cũng biết với một cái nền văn minh lúa nước thì trống đó là cái khấu giống là quan trọng nhất để đảm bảo cái giống cái đầu vào là hết sức quan trọng. Do đó là Thương. Phán thì quên. Thank you.
Quỳnh.